Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi người dân không mua đất xung quanh kênh đào Funan Techo. Thủ tướng Campuchia Hun Manet kêu gọi người dân không nên mua đất xung quanh dự án kênh đào Funan Techo, chỉ để chờ nhà nước đền bù sau này, tờ Khmer Times đưa tin. Nếu chúng ta thực sự yêu nước, mong muốn Campuchia độc lập về giao thông, phát triển kinh tế ở phía Tây Nam và lợi ích chung của đất nước từ con kênh lịch sử này, chúng ta phải hợp tác cùng nhau, ông Hun Manet nói. Nhà lãnh đạo Campuchia kêu gọi người dân nước này đoàn kết ủng hộ dự án kênh đào Funan Techo để kênh đào đơm hoa kết trái và thu được lợi ích. Dự án kênh đào Funan Techo được minh chứng là những nỗ lực chung của chúng ta. Việc mở rộng dự án có thể đòi hỏi một số sự hy sinh từ những người sống dọc theo kênh đào. Hãy tham gia cùng chúng tôi, cùng nhau tất cả chúng ta đều có thể gặt hái lợi ích, ông Hun Manet nói thêm. Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh rằng, sau khi kênh đào hoàn thành, cư dân dọc kênh đào này sẽ có đường thủy để đi lại quanh năm. Ông Hun Manet cũng tái khẳng định, dự án kênh đào Funan Techo không do các công ty nước ngoài tài trợ, mà hiện chủ yếu là vốn của các công ty Campuchia với tỷ lệ từ 51% trở lên. Vị thủ tướng lưu ý rằng, dự án kênh đào nhằm mục đích mang lại lợi ích cho quốc gia và người dân Campuchia, chứ không phải phục vụ lợi ích nước ngoài. Trước đó, ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã khởi động dự án kênh đào trị giá 1,7 tỷ USD nhằm mục đích mở rộng một tuyến đường mới từ sông Mekong ra biển. Tại sự kiện ra mắt ở Phra Thakel, phía đông nam thủ đô Phnom Penh, ông Manet gọi dự án dài 180 km này là lịch sử, trong khi pháo hoa bắn lên không trung và tiếng trống vang lên. Sự kiện này có sự tham gia của hàng nghìn người Campuchia. Chúng ta phải xây dựng kênh đào này bằng mọi giá, ông Hun Manet nói. Trước đó, Thủ tướng Campuchia thông báo dự án sẽ do liên doanh giữa cảng tự trị Sihanoukville, cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân nắm 51% cùng các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành theo hợp đồng BOT, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Theo kế hoạch, kênh đào Funan Techo sẽ có chiều rộng 100m ở thượng nguồn, 80m ở hạ nguồn, sâu 5,4m. Kênh kéo dài khoảng 180 km, chỉ kém kênh đào Suez hơn 10 km từ Phnom Penh đến tỉnh ven biển khép của Campuchia. Kênh đào sẽ chạy qua 4 tỉnh gồm Kedan, Takeo, Kampot và Kép với tổng dân số 1,6 triệu người sinh sống hai bên đường thủy. Dự kiến Campuchia sẽ hoàn tất dự án vào năm 2028. Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen trước đó cho biết, kênh đào Funan Techo sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho hàng hóa của Campuchia bằng cách giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời, kênh đào này cũng sẽ đóng vai trò là hệ thống thủy lợi ở phía tây nam Campuchia. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chathon cho hay, lưu lượng nước qua kênh đào Funan Techo dự kiến là 5 mét khối trên giây, tương đương 0,053% lưu lượng sông Mekong. Theo ông Sun Chathon, con kênh sẽ được sử dụng để tưới tiêu trên đất liền và đánh bắt cá. Ông cho biết tuyến đường ngắn hơn của kênh đào ra biển dành cho xà lan và tàu từ và đến Phnom Penh chở hàng dệt may và nguyên liệu thô. Điều này sẽ làm giảm phát thải khí nhà kính. Ông Hun Sen, tàu chiến Trung Quốc không thể đi qua kênh đào Funan Techo. Trong bối cảnh kênh đào Funan Techo đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận, sự hợp tác chặt chẽ từ các quốc gia ven sông để đánh giá toàn diện và giảm thiểu tác động tiêu cực là vô cùng cấp thiết. Trong khi đó, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết, kênh đào Funan Techo không đủ lớn để tàu chiến đi qua, bác bỏ thông tin về việc kênh đào phục vụ cho mục đích quân sự của Trung Quốc. Ông Hun Sen cũng khẳng định rằng, mối quan hệ vững chắc giữa Campuchia và Việt Nam, cùng với quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Trung Quốc, sẽ đảm bảo không có cơ sở cho xung đột giữa các bên. Ông Hun Sen cũng thúc giục chính phủ Campuchia bắt đầu xây kênh đào Funan Techo càng sớm càng tốt để phục vụ cho kinh tế quốc gia, cũng như chấm dứt dư luận liên quan kênh đào này. Tôi muốn đưa ra ý kiến với chính phủ hoàng gia về dự án kênh đào Funan Techo. Hãy mở công trường xây dựng càng sớm càng tốt, không cần phải chờ đợi nữa. Chúng ta phải nghĩ về nền kinh tế của mình. Chúng ta phải nghĩ về nền độc lập dân tộc của mình, ông Hun Sen nói. Theo ông Hun Sen, kênh đào Funan Techo sẽ giúp tăng khả năng cạnh tranh cho các sản phẩm của Campuchia nhờ giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời, kênh đào này cũng sẽ đóng vai trò là hệ thống thủy lợi ở phía tây nam Campuchia, tăng sản lượng thủy sản và giảm lũ lụt. Vào sáng 5 tháng 8, Thủ tướng Campuchia và phu nhân thực hiện nghi thức khởi công xây dựng kênh đào Funan Techo. Dự án tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ USD. Tại huyện Kien Save ở tỉnh Kandan, Thủ tướng Campuchia Samdech Thipade Hun Manet và phu nhân Pich Chamoni cùng đông đảo lãnh đạo cấp cao Campuchia, khách mời quốc tế và đại diện các tầng lớp nhân dân tham dự sự kiện. Lễ khởi công được tổ chức tại thôn Phra Thakel, xã Samrongthom, huyện Kien Save,
tỉnh Kandan, cách trung tâm thủ đô Phnom Penh khoảng 35 km, cũng là điểm khởi đầu của kênh đào Funan Techo tương lai. Đúng lúc 9 giờ 09 phút ngày 5 tháng 8 theo giờ địa phương, Thủ tướng Hunmanet và phu nhân Bichchamoni đã thực hiện nghi thức nhấn nút khởi công dự án kênh đào Funan Techo. Theo Khmer Times, kênh đào Funan Techo là dự án vận tải đường thủy nối từ sông ra biển, có tổng chiều dài 180 km, trải dài qua địa phận 4 tỉnh Kandan, Takeo, Kampot và Kép của Campuchia. Dự án có tổng kinh phí đầu tư 1,7 tỷ USD từ nguồn vốn đầu tư trong và ngoài nước, được thực hiện theo hình thức xây dựng, vận hành và chuyển giao BOT, dự kiến hoàn thành sau 48 tháng thi công. Việt Nam muốn phối hợp nghiên cứu, đánh giá tác động của kênh đào Funan Techo. Việt Nam cũng mong muốn phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn diện về những tác động của dự án kênh đào Funan Techo do Campuchia xây dựng và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động. Chiều ngày 8 tháng 8, tại họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi của phóng viên về việc Campuchia vừa tổ chức khởi công xây dựng kênh đào Funan Techo, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt cho biết, sông Mekong là tài sản vô giá và là điểm kết nối về tinh thần đoàn kết, hữu nghị đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác quản lý, phát triển hiệu quả và bền vững nguồn nước sông Mekong vì lợi ích của cộng đồng người dân trên khu vực sông, cũng như vì tương lai của các thế hệ mai sau và tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia bên sông. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia, cũng như tôn trọng việc Campuchia xây dựng kênh đào, triển khai dự án kênh đào Funan Techo. Đồng thời, chúng tôi mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá tổng thể toàn diện về những tác động của dự án và có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động. Campuchia tiết lộ nhà thầu xây kênh đào Funan Techo. Ông cho biết thêm, dự án này sẽ do liên doanh giữa cảng tự trị Sihanouk View, cảng tự trị Phnom Penh và một công ty tư nhân nắm 51% cùng các nhà đầu tư nước ngoài tiến hành theo hợp đồng BOT, xây dựng, vận hành, chuyển giao. Theo kế hoạch, kênh đào Funan Techo sẽ có chiều rộng 100m ở thượng nguồn, 80m ở hạ nguồn, sâu 5,4m. Kênh đào kéo dài khoảng 180 km, chỉ kém kênh đào Suez hơn 10 km, từ Phnom Penh đến tỉnh ven biển Kép của Campuchia. Kênh đào sẽ chạy qua 4 tỉnh gồm Kandan, Takeo, Kampot và Kép, với tổng dân số 1,6 triệu người sinh sống hai bên đường thủy. Dự án dự kiến được hoàn thành sau 4 năm, với kinh phí khoảng 1,7 tỷ USD. Giới chức Campuchia cho biết, nước này đã mất 26 tháng để tiến hành nghiên cứu tính khả thi của dự án kênh đào với sự tham gia của 50 chuyên gia. Bộ Ngoại giao Việt Nam lên tiếng về việc Campuchia khởi công kênh đào Funan Techo. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt cho biết, Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác quản lý để phát triển hiệu quả và bền vững, nguồn lợi từ sông Mekong. Trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao Việt Nam vào ngày 8 tháng 8, Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt đã chia sẻ quan điểm của Việt Nam về việc Campuchia xây dựng kênh đào Funan Techo. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, sông Mekong là tài sản vô giá và là điểm kết nối tinh thần đoàn kết, hữu nghị đoàn kết đặc biệt giữa ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia. Việt Nam mong muốn các quốc gia ven sông, trong đó có Campuchia, cùng nhau hợp tác, quản lý để phát triển hiệu quả và bền vững nguồn lợi từ sông Mekong, vì quyền lợi của những người dân sống trong khu vực sông, cũng như các thế hệ mai sau, và tình đoàn kết gắn bó giữa người dân sống ở các khu vực ven sông. Trên tinh thần đó, Việt Nam ủng hộ nỗ lực phát triển của Campuchia cũng như tôn trọng việc Campuchia triển khai dự án kênh đào Funan Techo. Chúng tôi cũng mong muốn cùng phối hợp nghiên cứu, đánh giá toàn diện, tổng thể tác động của dự án, cũng như có những biện pháp phù hợp để giảm thiểu tác động, ông Việt cho biết. Trước đó vào ngày 5 tháng 8, Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã dự lễ khởi động dự án kênh đào Funan Techo trị giá 1,7 tỷ USD. Dự án nhằm mục đích mở một tuyến đường mới từ sông Mekong ra biển. Kênh đào Funan Techo có chiều rộng 100m ở thượng nguồn, 80m ở hạ nguồn, sâu 5,4m. Kênh kéo dài khoảng 180 km, chỉ kém kênh đào Suez hơn 10 km từ Phnom Penh đến tỉnh ven biển Kép của Campuchia. Kênh đào sẽ chạy qua 4 tỉnh gồm Kandan, Takeo, Kampot và Kép, với tổng dân số khoảng 1,6 triệu người sinh sống hai bên đường thủy. Dự kiến dự án sẽ được hoàn thành vào năm 2028.
Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho rằng kênh đào Funan Teco giúp tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường cho hàng hóa từ Campuchia bằng cách giảm chi phí vận chuyển. Đồng thời kênh đào này cũng sẽ đóng vai trò là hệ thống thủy lợi ở phía tây nam Campuchia. Việt Nam rất quan tâm dự án kênh đào Funan Teco của Campuchia. Đối với dự án kênh đào Funan Teco, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia, theo tinh thần của Hiệp định Mekong 1995, phù hợp với các quy định của Ủy hội sông Mekong. Ngày 5 tháng 5, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước những phát biểu gần đây của phía Campuchia về việc triển khai dự án kênh đào Funan Teco. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng, dành ưu tiên hàng đầu cho mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài với Campuchia trong chính sách đối ngoại của mình, mong muốn quan hệ hai nước ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả trên các lĩnh vực vì lợi ích của nhân dân hai nước. Lãnh đạo hai đảng, nhà nước đã khẳng định, truyền thống lịch sử, quan hệ đoàn kết gắn bó Việt Nam-Campuchia là nhân tố hết sức quan trọng, là nguồn sức mạnh to lớn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ độc lập trước đây cũng như công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước ngày nay. Việt Nam luôn ủng hộ, vui mừng và đánh giá cao về những thành tựu Campuchia đã đạt được trong thời gian qua. Đối với dự án kênh đào Funan Teco, Việt Nam rất quan tâm và tôn trọng lợi ích chính đáng của Campuchia theo tinh thần của Hiệp định Mekong năm 1995, phù hợp với các quy định liên quan của Ủy hội sông Mekong và quan hệ láng giềng hữu nghị truyền thống giữa hai nước. Việt Nam mong rằng Campuchia tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước trong Ủy hội sông Mekong, chia sẻ thông tin, đánh giá đầy đủ tác động của dự án này đối với nguồn nước, tài nguyên nước và môi trường sinh thái của khu vực, tiểu vùng sông Mekong, cùng các biện pháp quản lý phù hợp nhằm đảm bảo hài hòa lợi ích của các quốc gia ven sông, quản lý, sử dụng hiệu quả và bền vững nguồn nước và tài nguyên nguồn nước sông Mekong, vì sự phát triển bền vững của lưu vực, tình đoàn kết gắn bó giữa các quốc gia ven sông và tương lai của các thế hệ mai sau. Campuchia, dự án giúp giảm lũ tràn vào Việt Nam. Theo thông báo hồi tháng 8 năm 2023 của Campuchia trình lên Ủy hội sông Mekong MRC, dự án kênh đào Funan Techo được triển khai với mục đích phục vụ giao thông đường thủy nội địa và kết nối đường thủy với chiều dài 180 km và sâu 5,4 m cùng chiều rộng 80 đến 100 m. Trong đó, gồm có 3 âu thuyền để duy trì mực nước cho tàu bè qua lại và 11 cây cầu bắc qua kênh. Phó Thủ tướng Campuchia Sun Chanthol hồi đầu tháng 5 năm 2024 đã khẳng định dự án kênh đào Funan Techo có tác động tối thiểu đến môi trường, vì chỉ cần 5 mét khối trên dây, tương đương 0,053% lưu lượng sông Mekong. Thông điệp này tiếp tục được ông Sun Chanthol nhắc lại khi gặp gỡ Phó Thủ tướng Lê Minh Khái trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 29 tại Nhật Bản. Hôm 23 tháng 5, cũng tại cuộc gặp này, Phó Thủ tướng Sun Chanthol cho biết dự án kênh đào Funan Techo sẽ giúp giảm lũ lụt tại 5 tỉnh ở Campuchia và ngăn dòng lũ tràn vào Việt Nam. Dự án này có 3 cửa cống được đặt ở các tỉnh Kandol, Takeo và Kép. Điều đó giúp đảm bảo nước mặn không thể xâm nhập vào mạng lưới nước ngọt. Cũng theo Phó Thủ tướng Sun Chanthol, với cách Campuchia xây kênh đào sẽ dễ dàng xác định được tổng lượng và lưu lượng dòng chảy nước ngọt đổ ra biển. Vì vậy, sẽ tránh được những tác động tiêu cực đến môi trường, không chỉ với Campuchia mà còn cả những quốc gia láng giềng. Cạnh đó, kênh đào này cũng góp phần duy trì tính bền vững đối với môi trường, hệ sinh thái. Đồng thời, tạo ra các loại môi sinh đa dạng, hữu ích cho nhiều loài động vật, thực vật và cá. Để thực hiện dự án này, Phó Thủ tướng Sun Chanthol cho biết Campuchia đã nghiên cứu cụ thể trong vòng 2 năm với sự tham gia của 48 chuyên gia, nhà khoa học, gồm 11 giáo sư, 37 kỹ sư hàng đầu thế giới trong các lĩnh vực liên quan như phân tích thủy văn, kỹ thuật bơm và phục hồi kênh đào, thiết kế xây dựng đường thủy và giảm thiểu các tác động đến môi trường. Campuchia cần chứng minh việc sử dụng và bảo trì hợp lý các cửa nước và âu tàu, đồng thời đảm bảo rằng nước sẽ không bị lấy từ các dòng chính cho mục đích tưới tiêu, phục vụ nông nghiệp hay các mục đích khác. Thông tin nhìn từ lợi ích của Campuchia. Giới quan sát cho rằng dự án Funan Techo là cơ hội để các nước lưu vực sông Mekong, đặc biệt là Campuchia với Việt Nam cùng ngồi lại chia sẻ và đánh giá thông tin, chia sẻ những vấn đề về khoa học và đánh giá tác động môi trường. Điều đó không chỉ vì lợi ích chung cho cả vùng Mekong mà còn vì lợi ích riêng của Campuchia.
Điển hình, theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Stimson, Mỹ công bố hôm 9 tháng 5 vừa qua, việc thiếu thông tin về dự án Funan Techo có thể dẫn đến việc đánh giá không đầy đủ những rủi ro khả dĩ với cả Campuchia. Ví dụ, việc xây dựng hoặc nâng cấp các đê cao hơn dọc theo kênh Funan Techo nếu không được tính toán phù hợp có thể khiến lũ lụt tràn vào các khu vực thượng nguồn thường không bị lũ lụt, có thể bao gồm các khu vực của thành phố Takeo và các khu vực Vendo ở phía nam Phnom Penh, khu vực sân bay quốc tế Techo mới. Hơn nữa, việc xây dựng và nâng cấp đê cũng có thể khiến một số khu vực ở Campuchia có thể trở nên khô hạn hơn đáng kể, bao gồm vùng đất ngập nước Buang Prek Lapo. Theo báo cáo của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN, đây là một trong những tàn tích lớn nhất của đồng cỏ ngập nước theo mùa ở khu vực hạ lưu sông Mekong. Với diện tích hơn 8.300 ha, đây là một trong 40 vùng chim quan trọng toàn cầu, IBA, được xác định là địa điểm quan trọng để bảo tồn ở Campuchia và là một trong 3 khu bảo tồn xíu đầu đỏ. Chuyên gia cần làm rõ thêm mục đích của dự án. Trong khi đó, chuyên gia Brian Ehler, giám đốc chương trình Đông Nam Á và chương trình Năng lượng, Nước và Bền vững thuộc trung tâm Stimson, Mỹ, nói với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh. Thiết kế của dự án kênh đào Funan Techo bao gồm các cửa nước và các âu tàu dùng để điều chỉnh lượng nước qua kênh đào. Nếu kênh đào chỉ dùng cho mục đích giao thông và nếu các cửa nước và âu tàu được quản lý hợp lý thì chỉ có một lượng nước rất nhỏ sẽ được lấy từ dòng chính sông Mekong. Và do đó, việc giảm dòng chảy dòng chính sông Mekong ở đồng bằng sông Cửu Long sẽ ở mức tối thiểu. Tuy nhiên, Campuchia cần chứng minh việc sử dụng và bảo trì hợp lý các cửa nước và âu tàu, đồng thời đảm bảo rằng nước sẽ không bị lấy từ các dòng chính cho mục đích tưới tiêu, phục vụ nông nghiệp hay các mục đích khác. Chuyên gia Brian Ehler đặt vấn đề. Vị này cũng cảnh báo nếu nước từ dự án Funan Techo được lấy từ sông Hậu hoặc sông Tiền cho mục đích tưới tiêu, đặc biệt là trong mùa khô thì sản lượng nông nghiệp của Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt là vụ đông xuân. Tác động cụ thể cần được xác định bằng các nghiên cứu sâu hơn bởi cho đến lúc này chưa có đầy đủ thông tin từ Campuchia. Ngoài ra, nếu Campuchia sử dụng nước sông Mekong cho mục đích tưới tiêu trong những tháng khô hạn thì xâm nhập mặn sẽ trở nên phức tạp hơn. Tuy nhiên, mức độ giảm nguồn nước ra sao, mức độ xâm nhập mặn thế nào thì cần phải có thêm thông tin và những nghiên cứu cụ thể hơn. Thiếu thông tin, xuất hiện nhiều tranh luận trái chiều. Về đánh giá tác động môi trường, trao đổi với báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, một số chuyên gia, nhà khoa học lại có những ý kiến mang tính dự báo khác nhau. Đáng chú ý là độ chênh giữa các dự báo là rất lớn. Thế nhưng, điểm chung trong các nhận định này là các chuyên gia thừa nhận đánh giá của họ về tác động của dự án Funan Techo đến môi trường chỉ dựa vào những thông tin rất sơ bộ ban đầu. Nếu phía Campuchia cung cấp thông tin chi tiết hơn thì việc đánh giá sẽ sát thực tế hơn. Ví dụ, chuyên gia James Burton của Đại học Johns Hopkins, Mỹ dẫn lại nhận định của một số chuyên gia môi trường quốc tế cho rằng dự án Funan Techo thậm chí có thể sử dụng tới 30% lượng nước đổ về thượng nguồn sông Hậu, có thể làm phức tạp thêm tình trạng xâm nhập mặn ở hạ lưu đồng bằng sông Cửu Long. Kênh đào gây ra mối lo ngại về tình trạng thiếu nước cho sinh hoạt hàng ngày, nông nghiệp, sản xuất. Đồng thời, tình trạng xâm nhập mặn vào ruộng lúa sẽ diễn ra thường xuyên hơn do tình trạng khan hiếm nước hiện nay và chất lượng đất ngày càng xấu đi, đặc biệt là trong vụ đông xuân. Con kênh này có thể sẽ có tác động đến chương trình lúa gạo chất lượng cao theo kế hoạch của Việt Nam, ông James Burton cho hay. Trong khi đó, có chuyên gia khác lại nhận định nếu kênh đào Funan Techo đi vào vận hành sẽ làm dòng chảy về vùng đồng bằng sông Cửu Long suy giảm khoảng 6-10% vào mùa cạn. Đáng chú ý, tại một hội nghị tham vấn về đề xuất dự án kênh đào Funan Techo của Campuchia tổ chức tại Cần Thơ gần đây, có chuyên gia cho rằng nếu ngoài mục đích giao thông, dự án Funan Techo còn phục vụ sinh hoạt và công nghiệp, vận hành đô thị cho khu vực xung quanh dự án này, thì lượng nước từ sông Tiền và sông Hậu đổ về đồng bằng sông Cửu Long có thể sẽ giảm đến 50%, thậm chí nhiều hơn nếu khô hạn. Điều này khiến không ít người lo lắng về những tác động nhất định đến hệ sinh thái và cả đời sống, sinh kế của người dân ở khu vực này. Chỉ ra một đánh giá rất sâu bộ khác về dự án, Phó giáo sư tiến sĩ Vũ Thanh Ca, giảng viên cao cấp Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, dẫn ra tính toán ban đầu của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam đã được công bố. Theo đó, với điều kiện của năm 2020 là năm hạn hán rất nghiêm trọng, tổng lượng nước chuyển vào kênh đảo Funan Techo trong 6 tháng mùa khô khoảng 2% tổng lượng nước sông Mekong trong thời gian tương ứng. Do giảm lượng nước về, tác động của kênh đào vào mùa khô có thể làm gia tăng xâm nhập mặn, gia tăng thiếu nước ở vùng đồng bằng sông Cửu Long,
đặc biệt trong những kỳ triều cường. Về mùa mưa, bờ kênh có thể ngăn trở dòng chảy tràn bề mặt vào Việt Nam và làm giảm lượng nước chảy về Việt Nam, phân bố lượng nước về sông Tiền và sông Hậu cũng bị thay đổi. Do vậy, kênh có thể làm giảm thêm lượng phù sa được tải về Việt Nam, giảm tác dụng thau chua rửa mặn, ảnh hưởng tới nguồn lợi tôm cá. Như vậy, nếu đánh giá của Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam chính xác, thì khả năng tác động của dự án kênh đào Funan Techo tới hiện trạng thiếu nước, xâm nhập mặn, các hoạt động nông nghiệp và sinh kế của người dân Việt Nam tại hạ nguồn là có thể xảy ra. Ngoài ra, thiếu hụt bùn cát có thể làm gia tăng sói lở bờ sông, bờ biển, ông Vũ Thanh Ca kết luận. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!